Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh, từ một diễn viên của nhà hát đến chuyển sang theo đuổi nghề đạo diễn. Nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh vốn là một diễn viên của nhà hát, chuyển sang theo đuổi nghề đạo diễn. Gần đây chị vừa là đạo diễn cho vở kịch Kẻ Trộm, một vở diễn về đề tài công an. Đây cũng là vở diễn chính kịch đầu tiên mà nữ đạo diễn mang tới cho công chúng. Hiện chị đang là trưởng đoàn một nhà hát kịch Hà Nội. Chị từng tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng như Đứa Con Tội Phạm, Đứa Con Bị Đánh Cắp, Vòng Đời, Lời Nguyền Kẻ Mơ và ẵm nhiều giải thưởng huy chương. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Khi Đàn Chim Trở Về, Lập Nghiệp, Chuyện Phố Phường, Bí Mật Eva. Gần đây, nữ nghệ sĩ còn lấn sân làm đạo diễn. Vở diễn đầu tay của chị là Kẻ Trộm, lấy đề tài về công an, ra mắt hồi năm 2020 và thu được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Thu Hạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ và chị gái đều là diễn viên của đoàn chèo Trung ương. Biết theo đuổi nghệ thuật là vất vả, nên từ nhỏ dù nhận ra đứa con gái có năng khiếu, nhưng bố mẹ Thu Hạnh đã tìm đủ mọi cách để chị không nối nghiệp theo gia đình. Vì thế, học múa được 2 năm thì bố mẹ bắt chị nghỉ để về học chuyên tâm văn học văn hóa. Khi lên cấp 2, chị tham dự cuộc thi tiếng hát thiếu nhi của thành phố và đoạt giải Bố Mẹ Hạnh. Lại sợ con mình sẽ vấn vương nghệ thuật nên một lần nữa buộc chị thôi học hát. Kỳ thi đại học, chị chọn trường Đại học Ngoại ngữ và thi lót vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc nhận giấy báo kết quả, bố mẹ Hạnh bớ người vì chị đỗ thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khóa năm 1994-1998. Vậy là trăm đường không tránh khỏi chữ duyên. Khi đó bố mẹ cũng đành chào thua cô con gái bướng bỉnh. Nghề đã chọn mình rồi thì đành phải dành hết tâm huyết đam mê và theo đuổi thôi, diễn viên Thu Hạnh tâm sự. Đến bây giờ, chị Hạnh đã sở hữu 20 vai diễn trong phim truyền hình và một giải vàng trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 với vai Hạnh Ngân trong vở Mắt Phố của đạo diễn Phạm Thị Thành. Với truyền hình, Thu Hạnh được khán giả nhớ mặt đặt tên với vai Yến Chi trong bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về và Thanh Tâm trong Bí Mật Eva. Về đầu quân cho nhà hát kịch Hà Nội đã hơn chục năm, nhưng trên sân khấu, chị luôn may mắn được vào những vai diễn đúng chất của mình. Cá tính mạnh mẽ, nhưng với truyền hình, chị chưa có duyên mà toàn phải vào vai hiền lành chất phát can chịu. Dù vậy, với Thu Hạnh, một nguyên tắc bất di bất dịch là phải chắt chiu chọn lọc tư liệu để có những vai diễn đẻ đời là cách chị thường làm. Dù vào vai chính vai phụ, chị vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Chia sẻ về cơ duyên với vở kịch Tội Phạm, chị cho biết khi mới bắt tay vào làm công tác đạo diễn, đồng nghiệp trong nhà hát cũng khuyên và nên tìm vở gì đó có đề tài yêu đương lãng mạn mà làm, như vậy sẽ bớt lo lắng. Tuy nhiên với cá tính của mình, chị mong muốn một vở kịch khai thác những đề tài nóng hổi, mang tính thời sự, chứ không thích cái gì đó quá an toàn. Khi đọc kịch bản Kẻ Trộm của tác giả Lê Quý Hiền thì nữ diễn viên không chần chừ mà chốt luôn. Chị còn chia sẻ, khi tôi đưa kịch bản cho ông xã đọc, anh ấy bảo vở hấp dẫn nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, Thu Hạnh cho rằng cái khác lớn nhất của nghề đạo diễn và nghề diễn viên đó chính là tư duy. Người diễn viên phải vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, còn đạo diễn thì phải có khả năng tư duy bao quát tổng thể. Khi đã làm diễn viên, đi làm đạo diễn thì lại có cái thuận lợi là mình có kinh nghiệm diễn xuất rồi, sẽ dễ dàng làm việc với diễn viên hơn, hiểu tâm lý của diễn viên tốt hơn. Mặc dù khá bận rộn với công việc ở nhà hát kịch, với vai trò là một người quản lý, là đạo diễn, nhưng chị vẫn lo chu toàn cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng đều khá bận rộn với công việc mang tính đặc thù, khi là vợ nghệ sĩ, chồng là cảnh sát hình sự. Tuy nhiên chị vẫn đảm bảo lo lắng chu toàn cho con gái, vì với chị, con cái học đến nơi đến chốn thì chị mới có thể yên tâm làm nghề được. Hiện nay, sau nhiều năm kết hôn, nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh đã có cuộc hôn nhân viên mãn, bình yên bên ông xã và hai cô con gái xinh đẹp. Cuộc sống của gia đình sao nữ khiến không ít người phải ngưỡng mộ học hỏi. Chia sẻ về bí quyết chăm lo gia đình, nữ nghệ sĩ chia sẻ, nói chung phải tự biết cách thu xếp, phần tôi tự làm, phần nhờ ông bà nội ngoại, còn có cả giúp việc nữa, làm sao để đảm bảo gia đình vẫn là tủ ấm, chu toàn. Nói chung vừa làm nội tướng ở nhà, vừa làm nội tướng ở nhà hát cũng vất vả lắm, nhưng nếu đủ tình yêu đam mê thì sẽ vượt qua tất cả. Nhắc đến tổ ấm nhỏ bé của mình, chị Hạnh tươi cười, mình cảm thấy hạnh phúc và tỉnh táo khi đã cân bằng được giữa công việc và gia đình. Với người nghệ sĩ, điều này quan trọng lắm, cũng may là mình lấy được ông chồng, biết mình và nể sợ. Hạnh kể từ khi còn là con gái, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ lấy một ông chồng là cảnh sát hình sự. Bởi hình dung của chị về những con người này là khô khan khuôn thước, trong khi chị là nghệ sĩ, chị ít cũng cần sự lãng mạn. Thế nhưng không ngờ quen nhau qua một người bạn, qua vài lần đi uống nước, chị và anh đã nên duyên vợ chồng. Hiểu được đặc thù công việc của chồng,
nên Thu Hạnh chẳng bao giờ giận mỗi khi đang đêm có điện thoại là anh bật dậy khoác áo ra đi. Hay thậm chí có những trọng án anh đi suốt ngày đêm. Ấy thế nhưng Thu Hạnh bảo anh không hề mất điểm trong mắt chị. Chị mê anh vì những điều bất ngờ lãng mạn anh mang lại cho chị. Hỏi chị bí quyết để cân bằng giữa gia đình và công việc, chị Hạnh bảo chị chọn lối đi riêng, đó là chia đều 50-50. Thu Hạnh nói mình là người thuyền trưởng, nếu buông lơi tay lái, con thuyền sẽ chệch hướng. Nói vậy không có nghĩa là bỏ bê công việc ở nhà hát. Mỗi đêm diễn, mình vẫn cần mẫn chơi nghề cùng đồng nghiệp, thắp lửa cho từng vai diễn. Với mình thế là đủ lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.